Ecomax xin chào anh chị. Ecomax xin giới thiệu tới anh chị sản phẩm máy xay sinh tố đến từ thương hiệu Panasonic với mã sản phẩm MXM100. Bây giờ em sẽ trực tiếp mở sản phẩm để xem bên trong sản phẩm sẽ như thế nào nhỉ. Thứ bảy là sản phẩm sẽ được bảo quản ở trong những lớp xốp để chống sóc trong quá trình vận chuyển. Đây là phần ngừa. Đây là phần cối sẽ là bằng nhựa, phần cốc là bằng nhựa. Đây phần nắp cũng sẽ được làm bằng nhựa cao cấp. Tiếp theo là đũa khuấy. Đây là sách hướng dẫn và phiếu bảo hành chị được tặng kèm khi mua sản phẩm. Bên dưới cũng sẽ có những lớp xốp. Nhưng chị thấy thì máy xay của Vana sẽ có phần công tắc bật lên xuống. Và phần đế sẽ là bằng nhựa cao cấp với dây là dây liền. Để đặt mua sản phẩm hoặc cần hỗ trợ thêm về thông tin gì, anh chị liên hệ hotline bên trên để được hỗ trợ. Trân trọng cảm ơn.